đầu được tổ chức từ năm 2011. Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam là giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường niên. Mục đích của giải thưởng này đó là nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học tới sinh viên, giảng viên trẻ trên cả nước. Năm nay đã có tới 109 đề tài của sinh viên các trường học, học viện trong cả nước được trao tặng giải thưởng. Trong đó 10 đề tài giải nhất, 27 đề tài giải nhì và 72 đề tài đạt giải ba. Các lĩnh vực đề tài được trao giải rất phong phú, mở rộng như khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội nhân văn. Những đề tài được trao giải sẽ phát huy hiệu quả ra sao khi ứng dụng rộng trong thực tế cuộc sống? Đó sẽ là nội dung chính mà công nghệ và đời sống ngày hôm nay sẽ đề cập. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do hai đơn vị chính là Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Điểm mới của giải thưởng năm nay đó là có nhiều đề tài mang tính ứng dụng, thiết thực với đời sống được trao giải. Để hiểu rõ hơn về cơ chế xét tặng giải thưởng, đối tượng tham gia cũng như ý nghĩa mà giải thưởng đem lại, chúng ta cùng đến với phóng sự sau. Trở lại với môi trường nghiên cứu khoa học của một trường đại học khu vực phía Nam, vùng đất vốn nổi tiếng với con cá tra, cá ba sa. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, diện tích thả nuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long là hơn 4.500 ha, chiếm gần 78% diện tích mặt nước ngọt của vùng. Thực tế cho thấy, nuôi cá tra theo hình thức thâm canh đã có tác động rất lớn đến môi trường do thức ăn dư thừa, chất thải dạng phân, chất bài tiết tích tụ lại trong nước và nền đáy. Tuy nhiên, giải pháp tức thời và cũng là duy nhất hiện nay được hầu hết bà con nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long áp dụng chỉ là thay nước. Những chuyến đi thực tế của các sinh viên khoa thủy sản trường Đại học Cần Thơ đã giúp các em có cơ hội cọ sát và nắm bắt được nhu cầu thực tế. Chính lúc đó, ý tưởng sáng tạo đã bắt đầu nảy sinh. Đối với những hộ nông dân nuôi nhỏ lẻ thì người ta thả luôn nước thải trực tiếp vào cái môi trường bên ngoài. Nên mà từ cái thực tế đó thì tụi em mới suy nghĩ ra, mới muốn là đưa ra những cái giải pháp. Và cái tâm đắc nhất của tụi em là cái tính áp dụng cao của cái nghiên cứu này. Bởi vì nó rất là đơn giản. Ai cũng có thể áp dụng được. Thí nghiệm kéo dài 12 ngày. Thì trước khi bố trí thí nghiệm thì tụi em sẽ thu mẫu nước trước và đo nhiệt độ pH. Các em đã sử dụng được các loại bèo. Loại bèo này có thể hút chất dinh dưỡng của nước thải. Kết quả là làm giảm các hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước. Hiệu suất xử lý có thể lên đến 60-70%. Sử dụng bèo tai tượng vào việc xử lý nước thải ở các ao nuôi cá tra thâm canh là một giải pháp sinh học rất hữu hiệu, bởi loài thủy sinh này rất phổ biến và có khả năng tự phát triển trong môi trường tự nhiên. Vì vậy, chi phí đầu tư cho việc xử lý nước thải bằng bèo tai tượng có thể nói là không đáng kể. Đây là một giải pháp giúp cho bà con nông dân vừa ít tốn kém chi phí mà lại vừa hiệu quả, từ đó góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy phát triển nghề nuôi cá tra bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2014 sẽ có thêm nhiều đổi mới trong phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Sự đa dạng của các hình thức giáo dục và khuyến khích nghiên cứu khoa học sẽ tạo một môi trường tốt cho tài năng trẻ. Với cuộc thi này, các cơ quan quản lý đang cố gắng tạo ra những khác biệt để tạo điều kiện tốt nhất cho những nhà khoa học tương lai. Xong rồi,